Nhân danh Cầu Phúc, cửu cúc nhất phái chôn dao cắm kiếm ở Ngọc Sơn, tiêu diệt huyết mạch Đài Loan, liên tục gây ra thiên tai động đất. Trên đỉnh Nhật Nguyệt Hồ và Ngọc Sơn ở quốc đảo Đài Loan ẩn chứa một thuật phong thủy dùng để chặt đứt huyết mạch của quốc gia này. Và việc chặn đi huyết mạch này không chỉ ảnh hưởng đến kinh tế xã hội, mà còn khiến cho đất nước này gặp phải trận động đất kinh hoàng vào năm 1999. Đó chính là thuật chôn dao cắm kiếm. Đây được xem là một trong những trận pháp nguy hiểm và độc ác nhất mà cửu cúc nhất phái và những tu sĩ Nhật Bản từng sử dụng nhiều lần trong lịch sử, và lần này nó đã được sử dụng với Đài Loan. Rốt cuộc, môn phái này còn ẩn giấu những âm mưu gì? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, bạn đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người hơn để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Tháng 8 năm 1999, một tu sĩ người Nhật Bản tên Yamada Jisen đã cải trang thành nhà sư đến Đài Loan để truyền bá Phật Pháp với lý do bảo vệ hòa bình thế giới. Lợi dụng thân phận này, Yamada Jisen đã nhanh chóng giành được lòng tin của người dân Đài Loan. Ông không chỉ được người dân đón tiếp nồng nhiệt mà còn được một hướng dẫn viên chuyên nghiệp dẫn đi khắp đảo Đài Loan. Sau khi tham quan toàn đảo, Yamada Jisen đột nhiên đưa ra yêu cầu được xây dựng một tháp gạch 9 tầng trên hồ Nhật Nguyệt để biểu trưng cho hòa bình thế giới. Mọi chi phí xây dựng sẽ do chính phủ Nhật Bản chi trả. Chính quyền Đài Loan khi nghe tin nhà sư Nhật Bản muốn đầu tư xây dựng tòa tháp hòa bình nên đã sẵn sàng chấp thuận. Chỉ trong thời gian ngắn, một tháp gạch đen kịt được bao quanh bởi 6 trụ đá đã được hoàn thành. Theo Yamada Jisen, những thứ này được chuẩn bị cho lễ hội hòa bình. Sau khi lễ hội kết thúc, ông cũng đã theo đúng thỏa thuận trở về Nhật Bản. Tuy nhiên, chưa đầy một tháng sau đó, Đài Loan đã xảy ra một trận động đất với cường độ 7,6 độ Richter, khiến 2.400 người thiệt mạng, hơn 10.000 người bị thương cùng hàng chục vạn ngôi nhà đổ sập. Đây được xem là trận động đất lớn nhất trong lịch sử địa phương. Một điều trùng hợp là tâm chấn của trận động đất nằm ở huyện Nam Đầu, bên rìa Hồ Nhật Nguyệt, cũng chính là vị trí của miếu tiên đế. Hồ Nhật Nguyệt nằm ở phía nam của dãy núi Trung Ương, cách trung tâm Đài Loan chỉ 10 km. Có thể nói rằng miếu tiên đế cạnh Nhật Nguyệt Hồ gần như chính là trung tâm của Đài Loan, nơi khí vận tụ tập. Trong khi phần lớn mọi người tích cực cứu trợ thiên tai, thì một số người theo chủ nghĩa siêu hình ở Đài Loan lại cảm nhận rằng trận động đất này có vẻ quá kỳ lạ. Mặc dù Đài Loan nằm trong vành đai Thái Bình Dương, nơi thường xuyên xảy ra động đất, nhưng thiên tai với cấp độ như vậy là điều hiếm gặp. Hơn nữa, trận động đất xảy ra quá đột ngột, không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, giống như một trận động đất nhân tạo. Họ không khỏi liên kết vụ động đất này với sự kiện Nhật Bản xây dựng tòa tháp cách đó gần một tháng. Vì sao thảm họa động đất bất ngờ lại xảy ra? Vào năm 1999, Đài Loan đột ngột xảy ra động đất. Rất nhiều người cho rằng thảm họa này là do cửu cúc nhất phái đang cố tình gây rắc rối. Họ đã cắm một thanh kiếm trên đỉnh Ngọc Sơn và Hồ Nhật Nguyệt, âm mưu sử dụng tà thuật để tiêu diệt huyết mạch của Đài Loan. Theo tiết lộ của một đại sư huyền học ở Đài Loan, từ đầu họ đã nghi ngờ mục đích của Yamada Jisen. Bởi trước khi rời khỏi Đài Loan, ông đã xây một tháp hình vuông ở miếu tiên đế. Thông thường một tòa tháp được xây dựng thường có hai lý do. Một là để thờ Xá Lợi và hai là để trấn áp. Từ cổ chí kim, không có ai xây dựng nên một tòa tháp với lý do gìn giữ hòa bình cả. Ngoài ra, không ai biết lý do vì sao Nhật Bản lại đến Đài Loan để cầu hòa. Rõ ràng vị tăng sĩ Yamada Jisen này có ý đồ không tốt, nên kể từ khi tháp được xây dựng, người dân Đài Loan liên tục cảm thấy bất an về mặt phong thủy. Ngoài những lý do trên, các bậc thầy phong thủy Đài Loan còn cho rằng vị trí của tháp tại lòng hồ Nhật Nguyệt là nơi vô cùng đặc biệt thuộc về Long Mạch. Do đó, xây dựng tháp ở đây chính là nhằm cắt đứt Long Mạch của Đài Loan, chứ không phải chỉ cầu nguyện hòa bình. Để tìm ra sự thật, nhiều bậc thầy dân gian đã đến trước miếu tiên đế, vượt qua nhiều áp lực để phá hủy tòa tháp tứ phương này. Quả nhiên, họ đã phát hiện ra một vật vô cùng bất thường được chôn dưới chân tháp. Đầu tiên là một thanh kiếm bằng kim loại dài 2,8 mét
nặng hơn 30 cân, được khắc đầy những dòng chữ bí ẩn. Vào thời cổ đại, những thanh kiếm như thế thường được sử dụng để trấn áp. Trùng hợp là vị trí này chính là điểm bụng long mạch của Đài Loan. Không còn nghi ngờ gì nữa, việc đặt một thanh kiếm như thế trong tháp chính là để phá hủy long mạch. Sau đó, các nhà phong thủy còn phát hiện ra rằng Yamada Chinsen không chỉ xây dựng tháp ở Hồ Nhật Nguyệt mà còn từng đến đỉnh Ngọc Sơn, ngọn núi cao nhất của Đài Loan, để chôn một số vật lạ ở đó. Khi nghe điều này, họ lập tức vội vã lên núi Ngọc Sơn. Bởi vì đỉnh núi này chính là điểm đầu của long mạch Đài Loan, nên việc đặt những vật dụng sắc bén tại đây chắc chắn là nhằm mục đích phá hoại. Một lưỡi dao nhọn nặng 70kg cùng với 20 lá cờ Nhật Bản nhỏ, 20 lá cờ Đài Loan cũng như một số quả cầu pha lê và ngọc bích được đặt tại đây. Sau khi tìm hiểu, các nhà phong thủy biết rằng Yamada Chinsen đã dựng 6 cọc gọi là trụ hòa bình trước miếu tiên đế, thực ra là để ghim vào long mạch của Đài Loan. Để chứng minh suy luận của mình là chính xác, họ đã nhờ người dân cưa bỏ những cột này. Và thật vậy, rất nhiều pháp khí đã được ấn trong đó. Làm sao mà một người sư Nhật Bản lại biết nhiều như vậy, thậm chí là suýt thành công phá hủy long mạch của Đài Loan. Giao kiếm tại Hồ Nhật Nguyệt và đỉnh Ngọc Sơn. Yamada Chinsen thực ra không phải là nhà sư mà là một tu sĩ thuộc phái Cửu Cúc Nhất Cải Trang Thành, sau đó đến Đài Loan với mục đích đóng đinh vào long mạch nhằm phá hoại Đài Loan. Một cuộc chiến phong vân Trung Nhật kéo dài nhiều năm, cuối cùng ai sẽ là người chiến thắng? Thuật phong thủy này đã từng được phái Cửu Cúc Nhất sử dụng để phá hủy Thượng Hải, nơi được xem là trung tâm tài chính thế giới. Với thiết kế theo hình dạng của một lưỡi dao quân sự nhằm chặt đứt huyết mạch Thượng Hải. Tuy nhiên, con dao này cuối cùng lại bị đè bẹp dưới tháp Thượng Hải, dùng sức mạnh tuyệt đối để dẹp tan. Phái Cửu Cúc Nhất trong lịch sử từng là sứ thần được Nhật Bản cử đến Trung Quốc, chủ yếu nghiên cứu âm dương và kỳ môn độn giáp. Sau đó, những người này trở về Nhật Bản, rồi dần dần hình thành nên hai phái quan trọng. Một là Âm Dương Sư, còn một là Cửu Cúc Nhất. Ở Nhật, hai phái này đều nổi danh về việc thuần thục sử dụng pháp phong thủy. Bộ phim Cảnh sát trừ tà do Lâm Chính Anh đóng chính cũng có nhắc đến môn phái Cửu Cúc Nhất. Trong phim, nữ chính Michiko Nishikyo bình thường rất tuân thủ kỷ cương, lệ phép, nhưng đến lúc then chốt lại tỏ ra vô cùng hung dữ. Cô thường dùng một sợi dây đỏ mảnh chấm nước để tấn công đối phương khiến họ bất tỉnh. Và Michiko Nishikyo chính là thành viên của Cửu Cúc Nhất phái, một giáo phái khét tiếng. Chúng ta đều biết hoa quốc hoa của Nhật Bản là hoa anh đào, nhưng đối với quốc gia này, hoa cúc cũng là chiếm một vị trí rất quan trọng. Người ta nói rằng trong tổ chức Cửu Cúc Nhất, phần lớn thành viên đều đeo hoa cúc tám cánh, chỉ có số ít cao thủ mới được đeo hoa chín cánh. Những cao thủ này rất thành thạo các kỹ năng nuôi dưỡng hoa cúc khiến nó đua nở quanh năm. Trong những năm gần đây, phái Cửu Cúc Nhất ngày càng lớn mạnh, nhiều quốc gia trên thế giới đã xuất hiện những dấu hiệu của họ, chẳng hạn như tình huống thời tiết của Đài Loan mà chúng ta vừa đề cập. Mặc dù những nhà phong thủy dân gian đã phát hiện ra âm mưu trong hành động của Yamada Chinsen, nhưng đã quá muộn. Theo các tài liệu cổ xưa, chu kỳ chuyển động của trái đất là 20 năm trên lần, tức là năm 1999 đến năm 2019-2020 là một trong những thời điểm quan trọng. Điều kỳ lạ là vào năm 2020, Đài Loan đã trải qua một trận hạn hán thế kỷ. Mặc dù có rất nhiều cơn bão xung quanh, nhưng tất cả đều tránh khỏi Đài Loan, khiến lượng mưa cục bộ vô cùng khan hiếm. Thậm chí, những bức cửu oa điệp tượng của Hồ Nhật Nguyệt cũng được lộ ra do thiếu nước. Những bức tượng này và Hồ Nhật Nguyệt được cho là có mối quan hệ cân bằng và bổ sung. Nhưng khi không còn được sông ngòi bảo vệ, cửu oa điệp tượng trực tiếp phơi mình dưới ánh nắng mặt trời, làm chúng bị hư hại và tổn thương, gây ảnh hưởng xấu đến phong thủy khu vực. Liệu những biến cố này có phải là một trong những kế hoạch của phái Cửu Cúc Nhất nhằm phá hoại triệt để phong thủy Đài Loan? Mời các bạn để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Quý vị thân mến, đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào lúc 8 giờ tối hàng ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.